Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Làm sao muốn gì? Đang ngồi giúp ở đây à? Đang ngồi giúp ở đây à? Làm sao? Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi, lên bảng điểm số nhá. Mạng đầu tiên dành cho sĩ kẹo các bạn ơi. Để qua loot sát thằng bạn nào nữa mọi người ạ. Sub friend cũng được, tại vì tôi với ông đi xe này mà. Đây bạn ơi, lên xe là bạn mình chở. Bây giờ thì mình sẽ qua cái chỗ này coi nào anh em ơi, xem là còn ai nữa không nhỉ. Ok ok, để coi. Chưa thấy mọi người ơi. Chạy thẳng qua đây con nào anh em. Cũng chưa thấy ai cả này, như này thì mình chịu rồi. Ok ok, chạy thẳng qua luôn các bạn ơi. Wow, mình chưa thấy thêm một ai nữa cả mọi người ơi. UAV hả? Ok luôn. Xem là UAV nó chạy nhanh quá các bạn ơi, kiểu này thì đào đâu ra người. Có khi là tôi với ông qua cái đảo bên cạnh ông ạ, có hai đảo này. Qua bên này kiếm người thôi. Đảo chính tôi thấy là trận này cho nó không nhảy thì phải. Nên là chạy một vòng rồi đâu thấy ai đâu. Chỗ này có ngay thính nhá. Xuống thính thử coi nào. Đi bạn ơi. Mình xin cái ông ngắm một ít nha bạn. Không có nhiệt cũng được, không sao, cũng ngon mà. Quan trọng gì bạn ơi. Ở chỗ này chúng nó vừa lượm thính rồi ông ơi. Ok lên luôn, xử luôn, thằng nào lượm thính đòi lại thính không ạ. Ngại gì hẳn là lượm cả. Nào để coi. Đâu bạn ơi, chỗ nào, xe hả? À đó là xe hả? Đứng lại xuống xe. Ui, tôi bị xe cá đúng không ơi, chưa chết. Vãi trưởng thật, chưa chết ông ơi. Chưa chết ông ơi, vẫn đang còn sống này, chết thì ngon rồi. Bạn ở đâu? Ngon lành. Còn 38 máu ông ơi. Ăn đủ, căng. Xe cán không chết anh em thì ghê chưa. Quấn cái gì, bắn luôn chứ không. Làm sao mà hạ được đúng không? Nhỉ yeah. Tôi với ông phải cùng nhau bắn có gì nữa. Solo săn nổi tinh thần đồng đội mà. Xe này hả? Xe này hả? Hy sinh mạng luôn nhá, không ngại. Chặn đầu xe nó luôn anh em ạ. Có MP40 đây là kẹo sấy, phải gọi là vô cùng là tự tin luôn. Tôi lập nó cái giảm thanh ông ơi, tôi chơi giảm thanh với lại MP40 được rồi, thế ông chơi phóng liệu đi. Ok mọi người, mình sẽ lượm thêm đạn súng tiểu liên đấy nhá. Đạn này thì ổn rồi. Lấy con này bạn ơi, đi cho Châu này. Dũng này, đấy. Nó chậm nhưng mà cán người ngon. Ông tin tưởng tôi đi. Mà tôi chắc cán người thì bá cháy rồi ông ạ. Đây bạn ơi, chở mình. Vâng, như vậy là các bạn có thể thấy được rằng là trong ván đấu này còn lại 16 người chơi nữa mà thôi. Bo thì càng ngày càng thu nhỏ lại, bây giờ ông qua cái chỗ khu cắm trại coi, chạy thẳng qua luôn không ạ? Biết đâu là sẽ có người. lợn lờ cái này anh em ơi, bây giờ là còn lại có 16 trừ 2, còn lại 14 người chơi nữa mà thôi nhá. Chết
Cho em xin con chó nhà anh làm gì đâu phải đâu. Kẹo là chơi con mèo mà anh em à, đâu có phải chơi chó đâu. Tên là chó chó thôi nhưng mà thực chất nó là mèo đêm anh em ạ. Chứ chó nào mà chó hả các bạn? Em chuẩn bị đi ngủ thôi, quê ngủ sớm thế em. Các bạn ngủ ngon. Còn kẹo ngày hôm nay thì livestream muộn muộn cơ. Khi nào hết pin thì kẹo sẽ ngủ nhé. Anh em đừng quên đó là hãy chia sẻ livestream này. Mỗi bạn thì nhớ là cho kẹo một lượt chia sẻ lên Facebook nha các bạn ơi. Anh ngủ không hả? Thôi em ơi, anh like mà ngủ gì giờ này em? Bố đứa đi không? Lên xe à? Chạy à? Một đứa phía sau nữa thì phải à? Ơ à, không phải, chỉ có mình nó thôi à? Tôi tưởng là có nghe một đứa phía sau nữa. À, đậu xanh này. Ok, ngon lành. Ông sấy nổ xe của nó rồi, sao chơi. Thằng bé đang chạy qua lượm thình cái bị team mình sấy cho xanh mộ. Nó lại buồn quá nhỉ. Sao bạn? Sao đây? Làm gì có Groza nào? Bạn cứ đùa mình. Bạn làm được súng gì rồi? Ok, qua lại thính coi xem thính gì mà nó không lượm. Chắc là thính FD hoặc là AWM hả anh em? Có thể là nó chưa kịp lượm chẳng hạn này, để coi nào. Vì phải trưởng, thằng bé chưa kịp lượm không ạ? Thấy team mình chạy qua sợ quá. Chả cái gì? Vô lý. Tôi vừa lượm được gấu ra rồi, nhịn nhá. Vãi trưởng thật. Thằng bé vừa chạy qua thính cái chưa kịp lượm ông ạ, sợ chạy mất dép lên xe chạy ông ơi. Vãi trưởng thật. Căng. Thế thật sự là tôi cũng thua rồi ông ạ. Cảm giác cạn lời vãi trưởng. Không ngờ là trong thính vẫn đang còn gấu ra anh em ạ. Tưởng thính gì nó không lượm. Gì không? Đấy, vào yêu video. Vãi trưởng thật, công nhận hài anh em ạ. Anh em thấy tình huống nó hài như vậy chưa? À đây đây. À, hiện tại thì mình đang dùng điện thoại đó là Xiaomi Black Shark 2 nhé. Đây. Team kẹo gia nhập luôn này, làm sao? Làm sao? Ôi bạn ơi. Bạn chơi căng thế, ai chơi nổi? Thế kinh rồi. Bạn chơi thế thì kinh rồi, mình cũng sợ bạn rồi. Sao bạn đây? Trước mặt hả? Chỗ nào? Thôi, bạn sấy luôn đi, mình cho mạng, à quên, mình cho bạn mạng luôn ấy. Thôi đùa. Mình qua mình ăn mạng đã chứ bạn ơi. Sao bạn, ui bên nó sấy mình này. Mình qua mình làm bia đỡ đạn cho bạn đấy à. Đứng lại, kia okay, đứng lại. Thôi, thế kinh rồi, biết nói gì. Dũng có vẻ trận này là ăn hơi nhiều mạng đấy nhỉ. Ồ, căng, mình mới được có 3 kill. Chắc chưa, chắc 4 kill chưa hay là lại lừa mình? Chắc chưa, tí đếm anh em ạ. Tí đếm anh em ạ, Hunyi mà nó nhiều kill hơn mình. À quên, nó nhiều hơn 4 kill thì kích khỏi quân đoàn nhé các bạn nhé. Ok. Nhưng mà tí bạn mà nhiều. Cảm giác như là từ từ để tôi xem nào. Vứt bớt đạn xuống tiểu liên đi mọi người ạ. Tí mà ông không phải 4 kill thì kích khỏi quân đoàn anh em ơi. Mình đếm mạng, bắt đầu từ bây giờ sẽ đếm mạng của Nhi các bạn ạ. Quá thính à, chạy thẳng thôi. Ok luôn. Ui, trên nhà à? À bên hông. Nó vừa vào nhà nhá, tầng 1. Bên hông bên trái. Bên trái bên này này. Thằng kia, đứng lại, làm gì nhau? Nó chạy ra ngoài rồi không ơi? Chạy nhanh. Ở bạn đây, đừng bạn ơi. Đừng bạn ơi, Dũng ơi. Bạn chơi game vậy ai chơi? Thế kinh rồi. Bạn chạy như một vị thần vậy, thế mình cũng sợ rồi. Bên này hả? Thằng bé chạy nhanh vậy. À, thế kinh rồi, biết nói gì nữa. Kinh rồi, kinh hẳn. Mình sợ bạn rồi. Thế mình sợ bạn rồi. Mình biết nói gì nữa à? Mình sợ bạn thật luôn đấy chứ. Mình biết nói gì nữa đâu. Hôn Nhi qua đây hỗ trợ này, Hôn Nhi. Nhanh không mình xanh mộ này. Thôi đùa. Xanh mộ thế nào? Quên, vãi trưởng. Vãi trưởng ông ơi.
Qua đây hỗ trợ, qua đây hỗ trợ ông như này, nó ngay hướng E nhá. Tôi ngay đang trong ông keo này. Từ từ ông ạ. Thôi xong phần này kẹo sinh bộ rồi. Đấy ông ơi. Phía dưới đấy ông ơi. Làm gì mà căng, ok nó một nhá. Ngon lành. Tôi tưởng nó câu liệu thì tôi phải đánh xanh mộ rồi, nhưng mà nó câu liệu choáng không ạ. Thế là hên mới đang một xấu nhá. Hôn Nhi có 5 kill là 6 kill rồi bạn ơi. 7 kill giá thế, bạn nãy bạn lừa mình, bạn bảo bạn có 4 kill là bạn lừa mình rồi. Thế kích khỏi quân đoàn thôi anh em ơi, nói gì đi. Kích luôn, ngại gì. Ông lại bảo là tôi không dám kích ông của quân đoàn á. Hơi bị sai đấy ông nhỉ. À, rẻ rách, thôi đùa làm gì căng. Đồ tính làm gì căng. Các bạn bảo anh ơi bình tĩnh nào. Anh có làm gì đâu, anh đùa nó thôi. Này này này, Dũng ơi. Đi lẻ ăn mạng một mình à. Thôi, thế làm gì. Bạn thích đi lẻ săn mạng một mình đúng không. 3 thằng nữa, thế mà tôi có 4 kill thôi, thế thôi. Trang bị đồng 3 vào luôn, mà nãy giờ mình trang bị giảm thanh là hơi bị nhạ tay. À, tôi cũng trang bị giảm thanh mà. À, không phải. Bạn chưa phóng liệu. Ồ, trang bị luôn đi, ngại gì. À, rẻ tiền. Ê, trên nhà thế rồi không ạ, thế rồi không ạ. Thật đấy. Câu liệu lên các bạn ơi. Thế nào một đứa lên nóc nhà không em? Nóc nhà có một đứa nhá. Thế hả? Ừ đúng rồi. Tôi vừa thấy nó trên nóc nhà mà thằng này. Sao nó lên được nhỉ? Đây này ông ơi. Đây này ông ơi. Đây này ông ơi. Vãi trưởng này nóc nhà này. Thế kinh rồi. À bạn hạn nó rồi à? Thôi xong. Mấy kill rồi? 10 kill đúng không? 8 kill à? À dám ăn nhiều mạng hơn kẹo hả? Đấy mạng, à đù, anh em với nhau này, anh em với nhau này, tình nghĩa anh em kết thúc chỉ vì mấy cái mạng này. Ok mọi người, như vậy là chúng ta lại được top 1 nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.